nhà khảo cổ nó nghiên cứu những cái cổ vật mà hàng triệu triệu năm chưa, là đã văn minh rồi. Bên quý vị cũng như cái kim tự tháp bên Ai Cập bây giờ, những cái chất khằng mà gắn những cái tảng đá mấy tấn rồi đưa lên xây cái kim tự tháp, giờ nhà khoa học cũng chưa nghiên cứu ra. Rồi người mình hồi xưa đã văn minh rồi mới bào chế, mới xây dựng được cái kim tự tháp đó, con thấy không? Rồi bị quỷ diệt rồi văn minh lại theo cái chu kỳ nó không có gì hết. Tháp gốc gác thì ở Rạch Giá, nhưng mà sau này về tu ở Đồng Tháp. Hôm nay về trển để mà cúng dường cho củ quyền thất tổ cũng như ông bà cha mẹ mình quá cố. Có dịp chú đi ngang đây ghé dùng cơm ở tại quán cơm cư sĩ Thạch Hậu để vui duyên. Con cũng nãy giờ con cũng lắng nghe chú chia sẻ về Phật pháp, thì con thấy nhất là cái sự an lạc mà từ lâu rồi mấy con thì tóm lại ai ở trên, mà nếu mà người tu ai cũng muốn sự an lạc, nhưng mà tìm hoài thì không có, tìm hoài không thấy. Nhưng mà bữa nay con có nghe chú nói cái bài pháp rất là hay, thì con mong chú chia sẻ lại cho bà con nghe, cho chúng con nghe để mà thực hành theo được sự an lạc, sự trẻ trung. Rồi để chú xin nói cho con học thêm cái chuyện an lạc của con người mình đó, sống ở trong cái xã hội về vấn đề tâm trạng hiện tại bây giờ với cái thời buổi này không bằng gì sử dụng bằng cái câu Nam Mô Di Đà Phật cho nó dính liền trong tâm. Khi nó nhập được tâm rồi thì những cái tam độc nó loại trừ hết rồi, những về vấn đề chuyện gì cũng vậy, chỉ có lấy cái thiện làm đầu thôi, đó nó là sự an lạc của mình, đó là cái gốc gác về vấn đề an lạc. Cũng như cái dạng bệnh, nhiều khi á thuốc không phải thuốc mắc tiền là thuốc hay, mà cái gì nó hợp thì nó hết. Mà tất cả những ngôn từ về vấn đề chân phạm của Việt Nam mình hồi xưa tới bây giờ không có cái nào xứng đáng bằng chữ Nam Mô A Di Đà. Khi mình bỏ cái xác này rồi mình được về cõi tốt, mình ở không còn vướng dấm cái cảnh hồng trần này khổ ải này nữa. Đó, con làm từ thiện thiệt, nhưng mà có chỗ cái cũng khổ trong tâm. Về vấn đề trong vàng vật chất thiếu thốn là hai nữa, về vấn đề những chuyện này chuyện nhỏ trong gia đình nó ràng buộc, cái đó là cái khổ đó, chứ không phải là chuyện bình thường. Bởi vì á, cái tâm nó an được thì cái thân nó an. Mặc dầu sanh lão bệnh tử ai cũng phải già rồi ai cũng phải chết. Có lắm lúc nhiều khi Phật tử ở dưới chùa dưới nói thầy ơi thầy không chết đâu thầy. Là nói chú đây, Thích Ca Mâu Ni còn nhập việc sao thầy không chết con, thầy chết rồi như vậy ai dạy tụi con, ai cứu đời. Bởi vì về vấn đề trong dạng sự sống của mình nên cố gắng làm tốt những lời Phật dạy, cũng như Đức Quỳnh Giáo Chủ đã dạy trong sám giảng đó. Nhiều khi á, Phật tử giữa mà trong đạo Phật mình á, thì nhiều cái tông phái để tu. Rồi nhiều người hỏi chú như vậy về vấn đề cách thức tu, về vấn đề kinh kệ. Tất cả tam tạng kinh điển của Đức Thế Tôn để lại thì bao gồm có 6 chữ là A-di-đà-phật. Là Nam-mô-di-đà-phật là gồm tất cả từ Tủ Lăng Nghiêm tới Diệu Pháp Liên Hoa đẩy Niết Bàn nữa, là nằm ở trong 6 chữ Nam-mô-di-đà-phật. Nên cố gắng niệm Phật cho nhiều thì cái tâm mình nó được an chứ không có gì hết á. Bởi vì chuyện sống ở đời á, với cái tuổi thọ con người có mấy mươi tuổi, không có bao lâu đâu, rồi thời gian nó hết đi. Cái gì á, mình cố gắng làm tốt, được về coi tốt. Cái luật nhân quả nó bất di, bất dịch, không bao giờ mà chạy khỏi hết á. Gieo giống nào thì hưởng giống đấy, giờ mình niệm Phật tốt ngày thì Đức Từ Phụ đâu có bỏ mình đâu. Phải không? Phải rước về trển vậy thôi chứ không có gì hết. Cái bài thuốc của chú là Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi đúng rồi. Hàng ngày mình chỉ Nam Mô A Di Đà Phật. Khi nó nhập tâm được rồi tự động nó an lạc, là nó an lạc. Nó không, nó không nghĩ về vấn đề gì. Bài thuốc đó là bài thuốc rất quý, rất hay luôn, mà thầy dạy cho như vậy tất cả những Phật tử đứa nào cũng vậy. Nhiều khi giữa vợ và chồng hai đứa cắn đắng với nhau, còn cố gắng còn lấy chữ Nam Mô Di Đà Phật, con niệm đi
là bắt đầu con không nuôi, con không giận, không nấu bùng lên, không có gì hết trơn luôn. Thấy như vậy nó yên tĩnh cho bản thân con, mà gia đình không xào xáo đưa tới cái chỗ xấu nữa, cái chỗ chia tay nữa. Con nhớ lời thầy dạy. Bởi vì nhiều khi á, về vấn đề phương pháp chỉ nhẫn của Quan Thế Âm cũng vậy. Cố gắng nhẫn nhẫn rồi niệm Phật, như vậy là cái tâm mình nó an lạc chứ không có gì đó. Bệnh hoạn nhờ cái chữ Nam Mô Di Đà Phật cũng vẫn lướt qua. Như chú đây 80 tuổi, chú cầm chiếc xe chú chạy mấy trăm cây số luôn khỏi ngưng nghỉ. Đó, bình thường thôi. Không, không uống thuốc gì hết. Đặt ví dụ thôi, là có chỗ cái nhiều khi chú bào chế thuốc ra gì vấn đề nhức mỏi trong cơ thể của mình cũng bị lắm lúc bị nhức mỏi nha. Rồi chú bào chế đó, thuốc nhức đó, thuốc khớp đó, với gai cột sống rồi đó. Rồi nó mệt mỏi, chú ngồi chú tịnh nó bắt đầu như vậy, con hả hồng ớt vô một hồng cái ra ngồi bằng chút xíu gì bằng con lại ngồi tới giờ hết lạ hết trơn luôn. Nó hồi nào giờ mình cho người ta không, mình không uống sao uống bữa nay nó cũng được quá. Cái đó là cái gì? Cái tâm mình nó an với cái lòng từ bi của mình nó có, là nó hết bệnh chứ nó có gì đâu, phải không? Như hàng ngày nếu mà vậy mình phải tập hả chú? Tập có được. Khi đảnh lễ Phật, khi đảnh lễ Đức Quỳnh Giáo Chủ, con cũng phải nhớ cái câu Nam Mô Di Đà Phật cho nó liền luôn, là có chúng cái để cho nó nhập tâm. Nhập tâm một thời gian rồi nó chuyển qua tới dạng bất niệm tự niệm. Và bắt đầu ở tự nhiên, hổng niệm nó cũng nhảy lên nữa. Nó trong tâm mình nó khởi lên. Khởi lên nè. Khởi lên nó chữ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật hoài cũng như chú đây. Là mình hàng ngày là mình cứ niệm Phật mình dính liền dính liền. Dính liền hoài. Không, cũng có gián đoạn. Nhưng mà trong sự sống của mình sao khỏi gián đoạn? Như vậy trong gián đoạn rồi bắt đầu như vậy mình nhớ cái chủng tử A Di Đà Phật, nó bắt đầu hồn nó cũng gọi lên nữa, là như vậy nó an lạc được cho mình chứ không gì. Khi mà nó an lạc được mình đó là vô định nữa, nhập định được rồi đó. Đó bình thiền nó nói gì vấn đề định đó. Rồi khi mà cái chữ mà Nam Mô Di Đà Phật đó nó dính liền được trong tâm mình rồi, mình làm mình nhớ cái gì cũng nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Mình không nói về vấn đề trong dạng ở trên đó, mà nhờ có cái tha lực hộ trì cho mình, mà thêm cái nữa là cái trí tuệ mình mở ra thì những lời ái ngữ không ai giận ai hờn mình hết. Hay lắm. Bởi vì chú nói câu nói này cho con nghe, bữa nay cũng có duyên cũng ghé đây. Tất cả văn phạm và ngôn ngữ của dân tộc Việt Nam mình hiện tại với cái thời buổi mạt pháp này không có chữ nào bằng chữ Nam Mô Di Đà Phật. Nó rất hay. Nhớ lời chú nói bên đây. Rồi như vậy á, chú cho con số điện thoại nè. Thiện Hữu 077 451 9922. Cứ điện nghe nói Thiện Hữu kêu bằng chú, kêu bằng thằng gì cũng được á, kêu bằng thầy cũng được, tao không giận không ờ gì hết. Rồi cứ việc tiếp xúc với chú. Chú về dưới cũng còn Phật sự dưới. Tại vì bữa nay á, là có chỗ cái gì vậy lên cúng đảnh lễ của Quyền Thất Tổ, rồi mồ mã của tổ tiên ông bà mình đó, rồi chú dọt về đây nè, trên Tân Hiệp á. Chú về trong Tân Hiệp? Không, giờ về dưới Đồng Tháp, về dưới chùa dưới rồi ai nữa. Mà coi vậy chứ mệt quá. Phật tử cái này nó cũng dí tao dữ lắm luôn. Đúng rồi, hỏi pháp để tu. Nhiều khi ngồi nói chuyện với nó, nó nói thầy ơi sao thầy biết hết vậy thầy, không qua mắt được thầy. Những cái tâm tư, những cái khổ ải của con nó tượng lên trên gương mặt với đôi mắt của con chú nhìn thấy biết không? Bởi vì có chỗ cái như vậy nó thích, nó thương mình là thương chỗ đó. Chứ nghĩ gì? Chứ không phải là mình niệm Phật nhiều mà sinh huệ chứ. Tao cũng chưa dám nói câu nói tao huệ là không. Nếu mà nói câu nói đó là mình nhiều khi có chỗ cái như vậy là mình tự phụ sao? Ban đêm nó chú đi lần chuỗi nè. Như vậy là chú kêu tất cả những vong linh chưa siêu thoát đi theo chú để niệm Phật. Chú thu chú không dám nói dối nha. Đầu mẫu khi đảnh lễ Phật đó, kêu vô ngầu như vậy, xanh đỏ trắng vàng đen tím gì đó, vô ngầu đảnh lễ Phật, niệm Phật đặng được về có Phật. Tin không tin thôi, tùy vậy thôi. Cái đó là sự thật, tu không dám nói dối, đã thọ giới rồi. Mình có thấy không chú? Hả? Mình có thấy không? Lắm lúc cũng thấy mà lắm lúc cũng không. Cũng có khi thấy mà cũng khi không. Bởi vì nhiều khi có chỗ cái Phật tử nó nói với nhiều khi nữ như con, nó nói sư phụ truyền lại hết cho ông rồi, tại vì sư phụ không biết ngày ông đi rồi, như vậy là không trong cái lúc mà đưa cái quan tài ra nhập pháp đó, bảy sắc cầu vòng lúc 1 giờ trưa gì chùm lên nó chùa hết trơn rồi, hào quang trong bảy sắc cầu vòng nó biết bao nhiêu máy quay phim, biết bao nhiêu công an, bao nhiêu chính quyền nhìn thấy rõ ràng hết. Là đất Đồng Tháp mình đó. Như vậy được hai vị hòa thượng là Bồ Tát hiện thân, một là thầy Hạ Trí Tịnh nhà Minh Kinh,
Đại Hải Trí Tịnh chùa Vạn Đức đó. Hai nữa sư phụ của thầy là Thích Thiện Nghiệp. Ừ, Thích Thiện Nghiệp. Ờ, tao là Thiện Hữu nữa. Vậy là thầy đó đang nhập định rồi giảng sanh luôn rồi. Ờ, nếu mà nhập định thì không phải là nói giảng sanh mà về bạc. Cái đó cũng tùy, mình không hiểu được nhưng được giảng sanh, nhưng mà giảng sanh về vấn đề trong dạng cụ phẩm á, là có chỗ cái như vậy nó cũng nhiều hạn. Nếu trong cái dạng mà mình niệm Phật nhiều á, mình hành sâu á, thì có chỗ cái như vậy mình được lên cái hạng trung hay hạng thượng. Còn mà cái hạng mà được ít á, thì mình về hạng hạ, mà hạng hạ thì nó hơi mệt, còn vất học nữa, còn mất tu nữa phải không? Bởi vì trong cái dạng mà cụ phẩm á, như vậy nó như vậy, Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng nói về vấn đề trong dạng kêu mình cố gắng niệm Phật nhớ không? Ờ, đó Phật thầy Thái An cũng vậy, và Thanh Sĩ cũng vậy. Đó. Mà nhưng mà con thì hàng ngày con đi đứng, con nằm ngồi thì con đi đứng thì con vẫn niệm Phật, nhưng mà khi con ngồi thì con không được tập trung niệm Phật, con suy nghĩ gì không à. Con làm sao bây giờ, con cũng đáng cố gắng niệm Phật mà ngồi nó cũng... Đây nè, có chữ Nam Mô Di Đà Phật nè. Đặt thí dụ khi cái tư tưởng của con mà nó hơi lạc đó, nghĩ gì vấn đề chuyện gì, cái con nhìn lên chữ Nam Mô Di Đà Phật thì nó trở lại trong tâm. Mình dùng nhiều phương pháp đi, ức chế cái vọng tâm. Ờ, nó không cho nó vọng nữa. Nó vừa ngóc lên đó là mình biết nó rồi, thì nhìn lại chữ Nam Mô Di Đà Phật mình lấy mình đè nó xuống. Chỉ là mình phải dán chữ Nam Mô Đà Phật cái chỗ mình niệm Phật. Nhưng mà dặn thêm nha, khi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật đó, mình học lại mình nhớ cái chữ Nam, N A Nam M Nam Mà ô mô, chữ A, chữ vợ Di, chữ Đà, chữ Phật, như vậy cho nó dính liền với cái văn phạm ở trên cái chữ đó. Bởi vì nhiều khi những đứa mà niệm Phật ở chùa đó, nhiều người nói với chú về vấn đề cách thức niệm Phật. Rồi chú mới dạy, chú mới nói câu nói, niệm Phật tâm phải có Phật. Nếu niệm Phật mà tâm không có Phật là hữu khẩu vô tâm, tu tu là tu cái tâm của mình chứ không phải tu cái thân xác cái miệng của mình. Nhớ chưa? Chú nói câu nói gì con hiểu rồi chứ gì nữa. Mặc dầu giờ mình không có thờ tượng Đức A Di Đà chăng đi nữa, mà thượng A Di Đà không phải đó là chuẩn, nhưng mà mình lấy cái đó để mình làm chuẩn. Còn hai nữa, chữ Nam Mô Di Đà Phật, mặc dầu cái văn phạm của Việt Nam mình, nhưng mình lấy cái chữ văn phạm của Việt Nam mình để mình học nó, nhớ chưa? Biết chi không, để nó dính liền cái chữ Nam Mô Di Đà Phật ở trong đầu của mình. Mình lúc nào mình cũng nhớ luôn câu Phật hiệu thì mình đâu còn nghĩ ác nữa. Tâm mình nhiều khi tổ chức những cái đạo tràng, chú lại chú dạy cho Phật tử niệm Phật ở trong cái những đạo tràng. Con niệm Phật mà con nhớ nhà hội bữa nay khui chưa, hay nhớ về vấn đề chuyện này chuyện nọ đủ thứ hết trơn, như vậy không phải là niệm Phật. Niệm Phật tâm phải có Phật, học như thầy quán tưởng cái tượng Phật ở trên đầu của mình, đi đứng nằm ngồi gì cũng vậy, rồi lấy cái câu Nam Mô Di Đà Phật, mà không phải tập như vậy như dễ đâu, lâu lắm. Thời gian phải trì trí như vậy, rồi bắt đầu như vậy nó diệt được cái chủng tử ác ở trong cái đầu của mình với những cái dòng của mình đó. Rồi bắt đầu nó mới khởi sự lên, từ cái dạng không niệm mà nó trở thành niệm, là kêu bất niệm tự niệm, tự nhiên nhảy lên nè. Mình không suy nghĩ tới cái chữ Nam Mô Di Đà Phật mà tự nhiên nó nhảy lên chữ Nam Mô Di Đà Phật cho mình. Bởi vì cố gắng không có gì đâu, thời gian ngắn nữa rồi bắt đầu cái thời này nó cũng còn gì đâu. Cái đời mạt hạ này như vậy Đức Thế Tôn đã nói trong kinh rồi, không có gì đâu mà điều mình nói đụng chạm ra với người ngoài đời. Với hai nữa chứ có chỗ con thấy giờ, nếu cần nhấn nút cái quả địa cầu này không còn gì hết con à. Thầy nói bữa nay cho con nghe để con học, cạnh tranh với nhau, đấu đá với nhau rồi cũng phải thiêu hủy cái quả địa cầu. Cái quả đất mình đang ở đây đã văn minh nhiều đợt, nhiều đợt rồi văn minh lợi, tức là từ cái đời hạ nguyên rồi lập lại cái đời thượng nguyên, rồi bây giờ như vậy đó là đời mặt pháp này là cái đời hạ nguyên, bắt đầu nó sẽ tiêu diệt để nó lập lại cái đời khác. Đâu đúng y ra như kinh pháp Phật là nói, không xê chạy gì hết, có nghĩa là xây dòng đi hoài theo cái chu kỳ của nó, là cũng như mình sanh lão bệnh tử vậy đó, không có chạy đường nào khỏi đó. Nhưng mà mình cảm thấy là nó đã thấy cùng cuối rồi hả? Thấy cùng cuối rồi, rồi văn minh quá, nó tiến bộ quá, sức tiến bộ. Con cổ nó nghiên cứu á, những cái cổ vật mà hàng triệu triệu năm chưa, là đã văn minh rồi, bị quý vị cũng như cái kim tự tháp bên Ai Cập bây giờ, những cái chất khằng mà gắn những cái tảng đá mấy tấn rồi đưa lên xây cái kim tự tháp, giờ nhà khoa học cũng chưa nghiên cứu ra. Rồi người mình hồi xưa đã văn minh rồi mới bào chế, mới xây dựng được cái kim tự tháp đó, con thấy không? Rồi bị quỷ diệt rồi văn minh lại theo cái chu kỳ nó không có gì hết.
Thờ buổi hiện đại này mình nói ra thì đụng về vấn đề sự sống, với hai nữa về vấn đề người đời với chính quyền đó. Có chỗ cái phải tới thôi, nó không phải mà lâu đâu, nên cố gắng tu đi. Khi cái xác mình bỏ rồi bắt đầu như vậy, còn cái thần thức, tức là cái linh hồn của mình, nó được về cõi tốt. Chết không phải là hết, hết là hết cái thân xác này thôi, còn cái linh hồn mình. Tại sao Tổng Bí thư Chủ tịch nước bây giờ còn cầm nhang nguyện hương? Đó sau chế độ cộng sản đó mà còn cầm nhang nguyện hương. Thì nguyện hương là nguyện cho những cái vong linh, những cái linh hồn, những người đã chết hả? Bởi vì giữa duy vật và duy tâm, duy vật thắng duy tâm không không bao giờ thắng nổi đâu. Phải không? Bữa nay chú nói cho con nghe đây hả? Nên cố gắng niệm Phật đi. Nhưng mà có người ta nói, có cái chú nói là con người á, là tóm lại là chết á, là ví dụ như có phước, có phước á, thì theo luật nhân quả, có phước thì được về cõi trên, có tội thì đi xuống dưới, chứ không có cõi mà ma mà lửng lửng như cô hồn ma quỷ, không có đi mà chắc chơi được nữa trên ngoài đời. Bởi vì á là có chú cái con nói đây, có chú nghe lời tôi nói nha. Đây để tôi nói chú nghe, những cái vong linh chưa siêu thoát đó, nó hàng dạng chứ kìa. Chú nói chuyện với con đây, nó đứng trước cửa làm sao cái nhãn quan con mặc thịt phàm phu mà sao con nhìn thấy. Những người đạo hành sâu về có thần thông ta mới nhìn thấy, người ta biết đâu phải mẫu người điều gì. Còn cái kẻ nào mà nằm như địa ngục ở đâu, địa ngục cũng ở đây, chứ không phải dưới đất, cái dưới mờ địa ngục. Bởi vì trong chuyện sống, khi bỏ cái thân xác rồi thì cái vong linh của mình, tức là cái linh hồn của mình đó, nếu làm được tốt thì về cõi tốt, mà làm không tốt, làm những chuyện khác thì có chỗ cái luật nhân quả bất di bất dịch. Từ kinh Cô Cang của Hồi giáo, Đấng Allah bây giờ đó, con coi là vô tiếng truyền hình hàng ngày đó, như vậy đâu có kêu mà cái đám IS nó ôm mình để vô giết người đâu, tự con người tạo ra, phải không? Và Chúa Giêsu đó như vậy đó, là có nói câu nói đó, là có nói trong kinh thánh của Chúa Giêsu, có nói gieo giống nào hưởng giống nấy. Tất cả tôn giáo hoàn cầu đều dạy cho tất cả mọi người làm tốt, chứ đâu có tại mình lợi dụng tôn giáo mình làm tà bậy, phải không? Bởi vì nên cố gắng tu Phật thì tâm phải có Phật, làm theo Phật. Hồi xưa đó thầy Quy đó như vậy là chỉ sư phụ thầy Tịnh đó, ông Hiệp đó, ông dạy chú cũng mấy chữ con à, những gì Phật làm con làm y răng vậy thôi, cái câu nó bao trùm hết đâu. Hồi nãy chú nói cho chú đó nghe cũng vậy, sáng tụng kinh, chiều gõ mỏ đủ thứ hết trơn, là ăn của đạt na tính tí, đâu có tốt. Hiểu kinh pháp của Phật được bao nhiêu, bồ đề tâm mình được bao nhiêu, lòng từ bi á quá cái mình đó, mình đi gieo duyên, mình đi cứu người này người đó, với hai nữa mình truyền bá về vấn đề giáo lý của Đức Phật để cho người ta học, cái đó là mới gọi là người tu. Chứ tu mà ngồi ăn rồi gõ mỏ tụng kinh đâu phải là tu con. Phật cái trên bàn nói câu nói tao nghe tao nhức đầu lắm, câu này tao dạy cho tụi bay rằng tụi bay đi độ sanh, chứ không phải là bay ngồi đây bay ăn rồi bay gõ mỏ tụng kinh tối ngày. Mọi người nào cúng tiền nhiều thì bay vui vẻ, người nào cúng tiền ít là bay buồn. Xin phép vậy. Khi thầy chết rồi đó, như Phật tử ở Sài Gòn rồi về, rồi tất cả các tỉnh miền Trung rồi nó về, nó quay trên mạng đó, nó nhìn thấy đó, về vấn đề hào quang chiếu sáng ông đường giảng sanh đó, rồi bắt đầu như vậy. Rồi bây giờ về nó cúng dường cho chùa, mà chú không ở chùa, có cái cốc ngàn đó ở, tiền bạc vật chất gì bao nhiêu ở giao cho, mà trong chùa đó làm gì làm, chú không có tới. Và hai nữa chú đi độ sanh chỗ này chỗ nọ vậy thôi, không nghĩ gì hết. Tại vì chú nhìn thấy cái này, để chú nói thiệt cho con nghe, tiền bạc vật chất để chia phấu trong tâm mình cũng khó thu. Rồi bắt cầu bắt kỳ rồi cho dân nghèo này kia, có thiệt, nhưng mà về vấn đề cái tâm nghĩ đồng tiền nhiều hơn tâm nghĩ Phật. Bởi vì nhiều khi thầy nói, rồi mấy thầy trụ trì ở chùa với tu nên tu Phật đi, chứ đừng tu tiền. Chú nói câu đó nó còn hiểu rồi, phải không? Nó chia phấu trong đầu mình rồi, nó mệt mỏi lắm, nên tu Phật đi. Nhớ cái câu Nam Mô Di Đà Phật hoài đi, vậy không nghĩ gì vấn đề gì hết. Ăn mà còn nghĩ cái miếng ngon với miếng không ngon, tức là cái túi tham trong đầu mình còn. Ăn rồi nguyện với Đức Thế Tôn mà con tên gì đó, pháp danh là gì, hôm nay con xin ăn để nuôi thân con, xin Đức Phật Ca Di Đà cho Bồ Tát Thánh chúng hộ trì cho con, vậy rồi sống tao có câu nói tao đó gì.
đó là do mình tập hết chú tập chứ mình vẫn còn phân biệt mà ăn biết ngon biết dở, biết ngon biết dở còn, nhưng mà có chỗ cái mình từ từ rồi nó quen. Nhiều khi cái nồi kho của tại cốc tao đó, tao nói thẳng với con nghe là có vốn cái nhiều khi ba tuần lễ có nữa. Ăn rồi nước tương đổ vô, bắt đầu hâm lên nóng nóng khóc cái rột rồi thôi. Nhưng mà có cái đặc biệt này, cái gì ngọt ngọt nuốt được miếng cơm rồi lắm. Nó đang ngọt nha. Không phải, là nó dễ nuốt miếng cơm vậy thôi. Nó 12 giờ, đêm bắt đầu hay trễ lắm 1 giờ thức dậy rồi đảnh lễ Phật rồi đi kinh hành, đi làm chủ rồi ban ngày bào chế thuốc này kia đi làm từ thiện gì còn sống. Một ngày mình niệm bao nhiêu tiếng Phật mà ở bao nhiêu thời niệm Phật nên cho tâm mình nó được như chú. Muốn niệm được cho chị á là nên nhớ gì nè. Cái gì cũng phải học. Từ từ rồi nó quen với gì. Hồi xưa chú mới tu làm sao? Thì chú cũng phải học. Dạ, rồi. Còn nhớ cái câu Nam Mô Di Đà Phật hoài. Là thí dụ như chồng con nó giận con nó chửi con cũng Nam Mô Di Đà Phật, còn những chuyện trong gia đình xào xáo gì cũng Nam Mô Di Đà Phật, từ từ cái nó lướt bỏ qua mấy cái chuyện đó luôn, là bắt đầu như vậy từ từ nó nhập được tâm con, nó thấy nó khỏe, đi đứng nằm ngồi gì cũng vậy hết, là cố gắng như vậy là được. Một ngày chú như một ngày đó chú được mình niệm được bao nhiêu lần? Tao không biết bao nhiêu mà nói, nó dính liền rồi. Nó dính liền vô trong đầu rồi, đi đứng nằm ngồi gì cũng nhớ cái câu Nam Mô Di Đà Phật. Ngoại trừ nói chuyện chăng đi nữa, nhưng mà cái câu Nam Mô Di Đà Phật nó không tượng lên chăng đi nữa, nhưng mà hình Đức Phật cũng nằm trong đầu, cái đó nó cũng dính rồi đó. Chú bầu chế thuốc đó là mình bầu chế sao chú, như kiểu như là người ta đặt cho mình làm hả sao? Không phải, tự tay chú. Chú muốn chế thuốc gì chế nha? Là chú trồng về vấn đề thảo dược của mình đó. Dạ. Giờ chú nói con nghe nè. Thuốc tây nó lấy thảo dược ba ra bào chế hay là lấy gạch cát đá bào chế, rồi nó biến hóa đủ thứ ở trong đó, những hóa chất này kia nọ nữa, uống cái bệnh này nó sanh ra cái bệnh nọ có không? Rồi hai nữa về vấn đề đông y bắt đầu như vậy á, giờ như vậy nếu mà không có tây y thì có chúng cái làm sao cứu kịp, nhờ có tây y. Rồi thêm cái nữa là nhiều khi có chúng cái về vấn đề đông y mình nguyên thủy, nhưng mà uống không phải là mình biết cây đó là cây thuốc mà mình uống nó đúng để trị bệnh, mình cũng nhờ người chỉ dẫn mình với người đã trải qua rồi đó. Như vậy là người ta uống làm sao đó mình uống, không phải một cái ly thuốc này như vậy mà con uống hết bệnh, mà như vậy nó kêu con uống một phần ly thì con uống một phần ly, như vậy cho nó đúng, biết không? Cái gì nó cũng có liều lượng của nó, chứ không phải là mỗi khi nghe nói cây đó là cây thuốc đó ùng là cây thuốc đó, bắt đầu về làm không đúng cách nó uống cũng trị liệu nó không kết quả. Nó uống nhiều quá cũng không được đó. Ừ. Ở đó con hái uống nhiều quá nó cũng ừ bị ngộ độc đó. Đúng rồi. Rồi vậy chú tiêm cho mình bào thì chế thuốc gì nhiều chút như... Tao đa số là tao chế thuốc khớp. Khớp với hai nữa những người lớn tuổi mà quể quải thân cơ thể đó. Mà nói thiệt luôn, ở đây tôi cũng dám nó giấu chế bằng cái chế nhào của mình đó. Vậy là chú. Chú có thuốc nào mà nhức khớp mà quể quải của đem theo không chú? Không. Bào chế ra nhiêu thì ngã tỉnh hết nhiêu. Bào chế ra nhiêu thì... Cái trái nhào của mình nó làm đúng cách mới được, chứ không phải trái nhào ngâm rượu nha. Trái nhào á, nhiều khi Phật tử nó bẻ lại tao bao này qua bao nọ, có bắt đầu như vậy tao rửa cho sạch, tao phơi nắng cho khô, rồi bắt đầu tao ủ cho nó chín chín, rồi bắt đầu như vậy một lớp nhào lớp đường, mà không sử dụng cái keo mũ nữa, sử dụng cái keo sành rồi để vô lớp đường lớp nhào, 10 kg đường đó, 10 kg trái nhào tao bỏ lên cân cân, 2 kg đường phèn, bắt đầu như vậy á, mỗi lớp đường lớp nhào. Đặc biệt cái quan trọng nhất là lấy miếng vải đen hay một cái bao xốp đen thì chùm kín lại trong vòng 20 ngày, lấy cái nước tinh của nó ra, lấy nước đu. Bữa nay chỉ con á. Lấy nước đó mình uống hả chú? Lấy nước đu. Nhưng mà chắc sáng đó, cái dạng đông y đó như gì dạng tây y nó có cách biệt với nhau về dạng uống nè. Tây y á thì uống lúc bụng no. Dạ. Còn đông y uống lúc bụng đói. Dạ. Cũng như hừng sáng vậy bắt đầu uống như vậy á, là như vậy là thuốc mình bụng mình đói mình chưa ăn gì không? Rót uống theo liều lượng dặn của mà cái người bào chế đó, bắt đầu mình uống vô rồi tối mình uống cái nữa. Cái đó là sáng mình uống như chú. Sáng uống theo như cái trái nhào mà con biết con làm rồi phải không? Cái ly này đi thì uống 2 phần ly. 2 phần ly nước trà. Ờ 2 phần ly nước trà rồi chiều trước khi ngủ. Nó ra nước luôn. Là cái tinh của nó ra đó. Còn cái trái nó còn y nguyên à. Dạ. Nó không hư ha, không gì hết trơn á, cái tinh của nó ra đó. Vậy ra đó là chỉ nhất khớp. Nhớ khớp gai cột sống rồi, nhưng mà hả quẩy quải luôn là chỉ có trái nhào thôi. Còn hai nữa về vấn đề trong dạng gai cột sống rồi đó chú bị mà chú chưa bào chế nó. Còn chú gai nữa hả? Thôi gì được rồi, không chú chỉ cho con đi. Giờ chú chỉ cho con gai cột sống nè. Dạ. Cái phương thuốc này đặc biệt. Dạ.
hai đầu gấu chú nhờ đen hết trơn luôn. Dạ, nó kêu lục cọc lục cọc đi, nó sụn sụn nhớ. Hai đầu gấu chú đen là lý do sao chú biết không? Chú quỳ chú lại. Dạ. Lại rồi cơ thể mình khùm lên khùm xuống gì là bắt đầu như vậy rồi giảng không còn miếng gai nào luôn. Bác sĩ nó sợ tao lắm. Bà nó chỉ cho nhiều Phật tử ở dưới rồi. Con à, con lại Phật đi. Lại Phật con không còn cái gì ra cái miếng nào trong cột sống con hết. Y lan vậy mà nhiều đứa nó kết quả vậy. Vậy là quỳ cái chung như là lại 180 vậy đó, 180 lại. Tao lại hoài, hai đầu gối tao dán quần lên coi đen hết trơn luôn. Có thuốc khác không chú? Có, nhưng mà có những cái tao dùng phương pháp lại Phật. Không, đó nó thiệt luôn. Dạ, biết rồi, con cũng lại, nó cũng đỡ lắm. Nhưng mà con cũng uống, tính uống cho nó mau. Mình nhưng mà thêm đặc biệt bữa nay con cũng có duyên với chú và chú nói con nói là nhiều khi cơ tuổi nó lớn rồi, nó cũng quẻ quẻ trong cơ thể chứ không phải là không. Mà tối tao thức dậy có khoảng 12 giờ 1 giờ mà tao đảnh lễ Phật rồi, cái xấu khỏe gì mà chưa từng có luôn. Y gan như hồi thanh niên vậy. Dạ. Cái đó là chắc cái duyên của mình cái gì ấy, phải không? Là 12 giờ lại cho tới sáng luôn hả chú? Không, muốn lại nhiêu lại giờ không có nghỉ. Lại nào khỏe thôi. Lại nào khỏe thôi giờ rồi sống.